Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha cùng với toàn thể tham dự viên của đại hội cùng vũ lên bài ca chia tay. Chúng ta cùng sinh hoạt với nhau,
trước khi chúng ta ra về. Khi MC điều phối thì chúng ta mới ra về. Chúng ta có đồng ý không? Mu đâu là mu đâu, giơ cao và ngơ cao. Bùi Chu đâu rồi, Hà Nội đâu rồi, Phát Diệm Hải Phòng Hưng Hóa. Ta trao nhau những thân tình, giây phút chia tay ngậm ngùi luyến lưu. Mời giáo phận Hà Tĩnh và giáo phận Vinh chúng ta chuẩn bị. Sau giáo phận Hà Tĩnh và giáo phận Vinh là giáo phận Thái Bình và Âm Thanh. Đi đến muôn phương truyền giáo tin mừng nước Chúa. Chia tay là để mãi sau gặp lại nhau. Tuổi trẻ là sức sống giáo hội ngày mai. Vì nhiệt huyết trong ta đang bốc cháy. Dành cả thanh xuân để lo về nhà Chúa. Rồi một ngày bỏ lại thế giới này, ta chẳng nuối tiếc vì tuổi trẻ đã hăng say. Cất bước lên đường, vẫy tay ta chào nhau. Đi đến muôn phương truyền giáo tin mừng nước Chúa. Chia tay là để mãi sau gặp lại nhau. Tuổi trẻ là sức sống giáo hội ngày mai. Khi nhiệt huyết trong ta đang cháy, dành cả thân xuân để lo về nhà Chúa. Rồi một ngày bỏ lại thế giới này, ta chẳng nuối tiếc vì tuổi trẻ đã hăng say. Một hai ba bốn. Một lần nữa giáo phận Quan Họ Bắc Ninh thân yêu chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Hồng Y, Đức Tổng, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả các tham dự viên đến từ các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội đã về với giáo phận Quan Họ Bắc Ninh thân yêu của chúng con trong hai ngày qua. Sự hiện diện và tham dự nhiệt tình của Đức Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả mọi người đã đem lại sự thành công cho Đại hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh lần thứ 19 hôm nay tại giáo phận Quan Họ Bắc Ninh.